Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu một ngày nào đó người đầu ấp tay gối với mình bấy lâu nay bỗng nhiên biến mất không lý do? Và bạn sẽ cảm thấy ra sao nếu biết rằng chính người ấy cũng là sát nhân bị cảnh sát truy nã trong suốt nhiều năm bằng gương mặt đẹp đẽ nhưng ẩn sâu là sự ghê tởm của tội ác? Tôi đã yêu cô ta. Tôi ôm kẻ sát nhân đó vào mỗi tối. Và tôi còn cầu hôn kẻ đó suốt 2 năm trời. Kazuko Fukuda sinh năm 1948, từ nhỏ sống cùng mẹ ở Ehime, Nhật Bản, nơi mang đậm nét đặc trưng với khí hậu tương đối ấm áp so với nhiệt độ trung bình của Nhật Bản. Tại đây, cô dần trưởng thành và kết hôn ở tuổi thành niên như bao cô gái khác. Năm 1981, khi 33 tuổi, Kazuko đã là người phụ nữ hạnh phúc với 4 con nhỏ và một người chồng hết mực thương yêu. Cũng trong năm này, Kazuko tìm được công việc làm tiếp viên quán rượu ở thành phố Matsuyama, cũng trong tỉnh Ehime, với lương khá tốt. Vì một cuộc sống tốt hơn, cô sẵn sàng làm công việc phải mặc những bộ váy dạ hội lộng lẫy và tiếp đón các nhóm đàn ông bằng cách rót đồ uống, tán tỉnh, lắng nghe họ nói chuyện, hát karaoke đến nửa đêm. Rồi sau đó cô trở về nhà ở thành phố Ozu trên chuyến tàu đầu tiên của ngày hôm sau, hôn chồng và 4 đứa trẻ khấu khỉnh trước khi tắm rửa và chìm vào giấc ngủ. Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho tới 1 năm sau đó. Năm 1982, những bữa tiệc và cuộc sống về đêm bắt đầu ảnh hưởng đến vai trò làm mẹ và làm vợ của Kazuko. Cuộc sống mà Kazuko xây dựng đang dần sụp đổ. Khi cuộc sống mỗi ngày một khó khăn hơn, Kazuko lâm vào những khoản nợ tài chính kéo dài và mang trên mình những khoản nợ khổng lồ trên 2 triệu yên. Trùng hợp thay, thời điểm này quán rượu mà Kazuko làm việc lại tuyển thêm một nhân viên mới tên là Asuko Yasuoka, 31 tuổi. Asuko xinh đẹp, quyến rũ, thân thiện và được lòng rất nhiều khách hàng, khiến cho năng suất công việc lẫn số tiền bo mà Kazuko nhận được ít hơn hẳn so với trước đây. Asuko dường như có tất cả, từ quần áo, đồ trang sức, phụ kiện và tiền bạc. Chính tất cả những điều này đã tạo nên lòng ganh ghét, đố kỵ trong lòng Kazuko đối với cô bạn đồng nghiệp mới. Và rồi sự việc kinh hoàng đã diễn ra vào một ngày tháng 8 năm 1982. Ngày 7 tháng 8 năm 1982, khi vô tình biết được Asuko, nữ tiếp viên mới mà mình ganh ghét, hiện đang sống một cuộc sống sang trọng và sung sướng, Kazuko nổi lòng tham và ghen ghét nên lập mưu sát hại Asuko. 12 ngày sau, ngày 19 tháng 8 năm 1982, viễn cớ đến thăm nhà, Kazuko đến nơi ở của Asuko rồi ra tay xé cổ Asuko một cách dã man cho đến chết. Sau khi giết đồng nghiệp một cách man rợ, Kazuko quấn thi thể Asuko trong một chiếc khăn tắm và chuyển đến đầu cầu thang thoát hiểm, đồng thời lấy ra 2 sổ tiết kiệm gửi tiền, một con dấu, tiền mặt, chìa khóa phòng và xe hơi của nạn nhân. Xong xuôi, Kazuko gọi điện cho chồng nhờ anh đến để chuyển cái xác đi trong đêm. Ban đầu, chồng của Kazuko khuyên Kazuko đầu thú, nhưng sau đó không hiểu vì lý do gì, cuối cùng anh ta lại bao che cho tội lỗi của vợ, thậm chí còn cùng vợ đưa thi thể nạn nhân lên núi vị tàng. Sau khi đã giải quyết gọn gàng cái xác, Kazuko chuyển hết đồ nội thất trong phòng nạn nhân đến căn hộ của tình nhân bí mật. Âm mưu của cô ta là ngụy tạo như nạn nhân Asuko là một con nợ và phải bán tống bán tháo đồ đạc rồi biến mất trong đêm. 4 ngày sau, cảnh sát cảm thấy bất ngờ vì Asuko không đến làm việc. Họ bắt đầu điều tra. Họ đến thăm nhà nạn nhân và lấy lời khai từ chủ nhà. Vào ngày người phụ nữ bị sát hại, trùng hợp thay, từ cửa sổ, chủ nhà đã vô tình nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ bước ra từ nhà Asuko, lên ô tô và chạy trốn. Xui xẻo hơn cho Kazuko, chủ nhà đã cố nhớ được biển số xe. Đó là một chiếc taxi và cảnh sát đã xác định thông tin công ty taxi đó, yêu cầu cung cấp số điện thoại của nữ khách hàng tối hôm đó và gọi tới số của Kazuko. Linh cảm của Kazuko thật phi thường. Cô ta trả lời điện thoại bằng giọng của một đứa trẻ, như thể đã đoán trước đó là cuộc gọi từ cảnh sát. Và cuộc trốn chạy dài đằng đẵng bắt đầu. Tách khỏi gia đình, vốn liếng trong tay là 600.000 yên, để lại người chồng một mình chịu tội.
Kazuko thừa biết rằng lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, nhưng ả cũng không quên một chi tiết đáng chú ý là Nhật Bản thời bấy giờ có một điều luật rằng kẻ giết người sẽ không bị truy tố sau 15 năm nếu chưa bị bắt. Sau này đã thay đổi thành vô thời hạn. Điều này đồng nghĩa với việc Kazuko có thể sẽ trở thành người vô tội nếu cô ta ẩn thân được trong vòng 5.475 ngày. Vì lẽ đó, Kazuko đã kỳ công suy nghĩ, vạch ra kế hoạch lẩn trốn phức tạp mà chẳng một ai ngờ tới. Ban đầu, Kazuko muốn đến tỉnh Aomori. Kazuko nói với chồng: "Em định chuộc lỗi cho hành động xấu xa của mình bằng cách đến một khu vực linh thiêng, cầu nguyện và tự tử. Nhưng em đã lên nhầm chuyến tàu và kết thúc nó ở Kanazawa." Vậy là Kazuko đến Kanazawa, tỉnh Ishikawa, cách nơi gây án Matsuyama khoảng 620 km. Với nhan sắc không còn trẻ trung, Kazuko rất khó tìm việc ở quán rượu như trước, nhưng cuối cùng ả vẫn xin được vào một hộp đêm. Chỉ 2 ngày sau khi tìm được việc, ả ta lên bàn phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo, cụ thể là sửa mũi và mắt tại một bệnh viện ở Tokyo. Trong quá trình thẩm vấn, người chồng thú nhận mọi chuyện và khai rằng anh ta đã chôn xác nạn nhân trên một ngọn núi. Một trụ sở điều tra đã được thành lập tại sở cảnh sát Matsuyama Higashi và cảnh sát đã đưa Kazuko vào danh sách truy nã toàn quốc vì tình nghi giết người bỏ xác. Một bức ảnh chụp khuôn mặt của Kazuko cũng được công bố. Nhưng vào thời gian đó, Kazuko đã trải qua cuộc phẫu thuật thẩm mỹ tại một bệnh viện ở Tokyo rồi. Trong suốt 3 năm sống tại Kanazawa, Kazuko liên tục đổi tên và di chuyển thay đổi chỗ ở, sử dụng hơn 20 tên giả và sống như một kẻ vô gia cư. Điều kỳ lạ là ả luôn đi trước cảnh sát một bước, thực hiện nhiều cuộc phẫu thuật thẩm mỹ khiến cho diện mạo thay đổi liên tục, để phía cảnh sát và người dân gặp nhiều khó khăn trong việc nhận diện, tố cáo, dù họ đã phát lệnh truy nã. Chính điều này đã khiến giới truyền thông Nhật Bản gọi Kazuko là người phụ nữ có 7 khuôn mặt. Kazuko cũng được xem là tội phạm thông minh khi biết cách đánh lạc hướng của cảnh sát bằng cách đến Osaka bằng tàu cao tốc để gọi điện về cho gia đình. Ả ta biết rõ các cuộc gọi của mình sẽ bị theo dõi nên đến một nơi khác để gọi điện, dù thực tế lại sống ở khu vực khác. Một thời gian sau, Kazuko gặp rồi phải lòng và sống với một người đàn ông từng là khách hàng gặp ở quán rượu. Cuộc sống của kẻ sát nhân cứ thế trôi qua. Chẳng ai biết cô ta là ai hay đã làm những chuyện kinh tởm như thế nào trong quá khứ. Tưởng chừng như vậy là xong, nhưng cuộc đời của Kazuko có lẽ còn ly kỳ hơn vậy. Đến tháng 9 năm 1985, một khách hàng trẻ tuổi là chủ của một cửa hàng đồ ngọt ở tỉnh Ishikawa đã phải lòng trước nhan sắc ngày càng xinh đẹp của Kazuko. Anh ta say mê đến mức dù biết cô đã sống cùng người đàn ông khác, anh ta vẫn cố tiếp cận để giành lấy Kazuko bằng mọi giá. Trước hết, biết Kazuko thích được chu cấp cuộc sống thoải mái và đủ đầy, anh liền ký hợp đồng một căn hộ và hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho cô ta. Không những vậy, anh còn khiến Kazuko thôi việc ở quán rượu rồi thuê cô về làm việc cho cửa hàng bánh kẹo của mình. Thậm chí, thấy Kazuko cứ nhắc chuyện anh có vợ rồi thì tìm mình làm gì, anh liền về nhà thôi vợ để đường đường chính chính tán tỉnh Kazuko. Ngay trong năm đó, ông chủ cửa hàng bánh kẹo cuối cùng cũng thành công chinh phục được người đẹp trong mơ, hoàn toàn không hay biết rằng mình chỉ đang say mê một nhan sắc được chỉnh sửa nhiều lần, và đằng sau nó là một kẻ sát nhân. Trong thời gian chung sống, với kỹ năng phục vụ khách hàng tuyệt vời của Kazuko, số lượng khách quen cho cửa hàng bánh kẹo tăng lên nhanh chóng. Cứ như vậy, cửa hàng được mở rộng và tu sửa lại. Chủ cửa hàng càng ngày càng nghĩ nhiều hơn về một tương lai tươi sáng với mái ấm hạnh phúc cùng Kazuko. Vậy nên anh quyết định cầu hôn cô. Lo sợ thân phận và quá khứ bị bại lộ, Kazuko không đồng ý đăng ký kết hôn, dù vẫn tiếp tục chung sống như vợ chồng với anh ta. Sau khi gặp ông chủ cửa hàng đồ ngọt này, cô đã trải qua chuỗi ngày hạnh phúc, sống một cuộc sống ổn định khi mà trước đây chưa bao giờ trải qua kể từ khi được sinh ra. Thế nên sau lời cầu hôn của ông chủ tiệm bánh, dù từ chối làm giấy tờ vì sợ bị lộ thân phận, nhưng Kazuko càng trở nên bất cẩn và liều lĩnh hơn so với trước. Năm 1986, cảm thấy rất nhớ các con và dường như quên mất rằng cô đang là một kẻ chạy trốn, Kazuko liều lĩnh đưa cậu con trai 18 tuổi đến Kanazawa sống gần tiệm bánh, giới thiệu cậu bé với gia đình người chồng và nói: thằng bé là con của một người họ hàng của em, rồi để con trai cả của mình học việc tại đây.
Nhiều tháng trôi qua, vào năm 1987, một ngày nọ, người chồng đi bộ trên phố và nhìn thấy một tấm áp phích dán trên tường. Đó là một tờ truy nã do cảnh sát dán lên. Người phụ nữ bị truy nã là Kazuko. Dù lúc này Kazuko đã đổi tên, đổi mặt, nhưng người chồng hờ vẫn có một dự cảm không lành nào đó. Bởi vì người tên Kazuko, kẻ đang bị truy nã trên đó, và người vợ đang sống cùng mình, trông có phần nào đó rất giống nhau. Anh ngay lập tức chạy đến chỗ cô vợ của mình, đưa ra bức ảnh và kiểm tra lại. Nhưng cô lảng tránh, nói rằng chuyện bình thường thôi, vì trên đời này người giống người đâu phải hiếm. Tuy nhiên, ngay sau đó có một chi tiết khiến sự nghi ngờ này của ông chồng càng trở nên có căn cứ. Người chồng kiểm tra bằng lái xe của người cháu mà vợ dắt đến cửa hàng. Quả thật có điều không hợp lý và thật sự đáng ngờ. Cụ thể anh nhớ lại, Kazuko từng nói rằng gia đình cô vốn ở Kyoto, thế nhưng địa chỉ được viết trên tấm bằng lái này của người cháu lại là ở tỉnh Ehime, trong khi khoảng cách giữa tỉnh Kyoto và Ehime là tận 200 km. Thêm vào đó, Ehime, địa chỉ ghi trong bằng lái, lại hệt như địa chỉ xảy ra án mạng trong tấm áp phích mà cảnh sát đã dán lên. Tất cả những điều này khiến người đàn ông vô cùng nghi ngại và lập tức báo cảnh sát. Ngày 12 tháng 2 năm 1988, khi Kazuko đang phụ giúp trong đám tang của một người hàng xóm, cảnh sát đã bí mật vào nhà vợ chồng Kazuko mai phục để bắt cô ta lúc trở về. Nhưng Kazuko đã không bao giờ về nhà kể từ ngày hôm đó. Dường như một lần nữa, bản năng chạy trốn đã giúp ả ta cảm thấy sự hiện diện của cảnh sát. Sau 5 năm rưỡi lẩn trốn thành công, Kazuko đã một lần nữa lẩn trốn bằng cách trộm một chiếc xe đạp và liên tục đạp xe suốt 235 km đến thành phố Nagoya, rồi làm nhân viên tại khách sạn tình yêu. Kể từ đó, trong 8 năm từ năm 1988 đến 1996, Kazuko Fukuda, người đã thay tên, đổi nghề, chuyển đến hơn 15 địa điểm trên toàn quốc, từ Hokkaido đến Yamaguchi, và rồi xuất hiện ở Fukui vào khoảng thời điểm mà chỉ một năm nữa thôi sẽ hết thời hiệu điều tra và phán quyết. Vào thời điểm này, cảnh sát đã vô cùng nóng ruột khi vụ án sắp hết hiệu lực. Cuối cùng, lực lượng chức năng treo thưởng 1 triệu yên cho bất kỳ ai cung cấp thông tin giúp truy bắt Kazuko. Trong hoàn cảnh như vậy, để tránh bị nghi ngờ là đang lẩn trốn, Kazuko bắt đầu thường xuyên đến cửa hàng chả cá ở tỉnh Fukui dưới một cái tên mới. Ở cửa hàng, Kazuko luôn thể hiện sự thân thiện và vui vẻ, biết cách làm hoạt náo cho cửa hàng bằng dàn karaoke một cách tự nhiên. Rồi một ngày nọ, một chương trình phát sóng trên TV đã đăng tải hình ảnh và giọng nói của một người phụ nữ bị truy nã từ phía cảnh sát, với mức tiền thưởng tăng lên tới 5 triệu yên cho ai bắt được kẻ sát nhân này. Kazuko lặng lẽ nghe giọng và theo dõi hình ảnh người phụ nữ trên TV rồi lên tiếng. Ôi, người này hơi giống tôi. Nhưng bà chủ và khách hàng trong cửa hàng không cười nổi nữa, bởi không vì ngoại hình mà giọng điệu tên tội phạm nói trên TV và người phụ nữ đang ngồi trước mặt họ giống hệt như nhau. Sau đó, Kazuko không ghé cửa hàng nữa. Đã qua 1/3 tháng định mệnh cuối cùng. Ngày 28 tháng 7 năm 1997, một người đàn ông là khách quen của cửa hàng chả cá mà Kazuko hay ghé vào, nghe thấy giọng nói trên TV đã nhận ra cô ta, ngay lập tức gọi cho cảnh sát. Người này cho biết khi nghe bản tin truyền hình, ông nhận ra ngay giọng nói ấy. Ông cho biết vẻ ngoài của cô ta cũng có nét gì đó giống với người mà cảnh sát cần tìm. Ngày hôm đó, cảnh sát đến cửa hàng chả cá và yêu cầu bà chủ quán hợp tác lấy dấu vân tay của Kazuko. Kazuko lại ghé thăm cửa hàng, bà chủ nhà đưa cho cô ả một chai bia và một chiếc cốc, đồng thời bí mật giữ lại chiếc cốc. Sau khi đi vệ sinh, Kazuko cảm thấy bầu không khí bất thường trong cửa hàng và bắt đầu gây sự. Mọi người nghi ngờ tôi sao? Phương ngữ Kazuko đang sử dụng là phương ngữ vùng Kansai. Lần đầu tiên họ thấy Kazuko như vậy. Bà chủ cửa hàng hơi hoảng, sau đó nhẹ nhàng xoa dịu Kazuko và đưa cô ta về nhà. Ngày hôm sau, ngày 29 tháng 7 năm 1997, một cú điện thoại từ cảnh sát đến cửa hàng. Dấu vân tay lấy từ chiếc cốc khớp với người bị truy nã. Còn 21 ngày nữa, đây là cơ hội cuối cùng để bắt được Kazuko. Và ngày hôm đó, như thường lệ, Kazuko ghé thăm cửa hàng. Bất ngờ, ả ta bị cảnh sát bao vây.
cuộc chạy trốn dài 14 năm 344 ngày đã đến hồi kết thúc. Việc truy tố Kazuko thực sự là một cuộc chạy đua với thời gian đối với những người điều tra, khi mà thời hạn khởi kiện sẽ kết thúc vào ngày 19 tháng 8 năm 1997. Trong suốt thời gian lấy cung, Kazuko khai nhận á không tự mình thực hiện vụ án mạng mà còn có đồng phạm. Tuy nhiên, hắn dường như đã chết. Kể từ lúc lấy cung, cảnh sát chỉ còn vỏn vẹn 6 ngày để điều tra tiếp vụ án trước khi thời hạn khởi kiện kết thúc. Kunihiko Nakai, chánh thanh tra sở cảnh sát Matsuyama Higashi cho biết, nếu không thể chứng minh được lời cung của Kazuko về việc âm mưu giết người cùng một đồng phạm khác là lời bịa đặt, có khả năng vụ việc sẽ mãn hạn truy tố. Cảnh sát phải chứng minh được đồng phạm theo lời của Kazuko không có mặt ở Matsuyama tại thời điểm xảy ra vụ án mạng. Ngay sau đó, cảnh sát nhanh chóng tìm ra được thân nhân của người bị cáo buộc là đồng phạm. Tuy nhiên, những người thân nhân này không thể nhớ được anh ta đã làm gì vào ngày 19 tháng 8 15 năm trước. May mắn thay, họ tìm được nhật ký lúc sinh thời của anh ta. Cuốn nhật ký ghi rõ, vào thời điểm xảy ra vụ án, anh ta đang ở Tokyo và không có ghi chép nào cho thấy anh ta ở gần nơi xảy ra án mạng. Kazuko lập tức bị truy tố về tội giết người vào ngày 18 tháng 8 năm 1997, chỉ 11 giờ trước khi thời hiệu truy tố kết thúc. Tháng 5 năm 1999, tòa án quận Takamatsu tuyên bố Kazuko tù chung thân. Trong thời gian thi hành án, Kazuko đã chấp bút một quyển hồi ký có tựa Thung lũng nước mắt. Hóa ra cuộc đời nữ tù nhân này gặp nhiều sóng gió từ khi còn nhỏ. Kazuko sinh ra trong một gia đình túng quẫn, bố bỏ đi, còn mẹ ở nhà thổ ngay tại căn hộ của gia đình. Nhà thổ là tương tự hệ thống dùng phụ nữ mua vui cho lính Nhật vậy. Khi lớn lên, Kazuko bước vào trường trung học và có bạn trai, nhưng người bạn trai đó đã qua đời trong một tai nạn. Kazuko nghĩ rằng mình là nữ chính bất hạnh như trong tiểu thuyết. Cô bắt đầu suy sụp từ đó. Đó là lúc Kazuko phạm tội trộm cắp lần đầu tiên. Năm 1966, khi mới 18 tuổi, Kazuko trở thành kẻ bất hảo và thực hiện vụ trộm cắp ở nhà cục trưởng cục thuế Nhật Bản, nhận về án tù. Và đây cũng là lý do khiến Kazuko bằng mọi giá trốn chạy để không phải trở lại nhà tù. Một sự thật ít ai biết là thời điểm đó, đằng sau chấn sông của nhà tù Matsuyama đã có một sự kiện khiến cuộc đời người phụ nữ này điêu đứng. Một số băng nhóm tội phạm đã hối lộ cho quản ngục để uống rượu, hút thuốc, đánh bạc và cá cưỡng hiếp phụ nữ. Trong đó có Kazuko, cũng là một nạn nhân không thể kháng cự. Các cuộc điều tra đã không thể tiến hành đến nơi đến chốn vào thập niên 60. Chỉ đến khi hồi ký của Kazuko được xuất bản, nhiều người mới bàng hoàng với những tội ác đã từng xảy ra với nữ tù nhân trong quá khứ. Tuy nhiên lúc đó đã quá muộn khi các vụ án hết hiệu lực từ lâu rồi. Sau quyển sách Thung lũng nước mắt, Kazuko vẫn tiếp tục trả giá những tội ác khó lòng dung thứ của mình. Đến năm 2005, Kazuko đột ngột ngất xỉu trong lúc lao động, được đưa đến bệnh viện nhưng bị xuất huyết não và không bao giờ lấy lại được nhận thức. Người phụ nữ bảy khuôn mặt đã qua đời ngày 10 tháng 3 năm 2005 ở tuổi 57. Hiện nay pháp luật Nhật Bản không công nhận thời hiệu truy tố đối với tội giết người nữa, mà nó đã được sửa đổi thành không thời hạn vào ngày 27 tháng 4 năm 2010. Thiết nghĩ đây là một thay đổi cần thiết để quản lý tốt trật tự xã hội, bảo vệ những nạn nhân đã mãi mãi nằm sâu nơi lòng đất lạnh. Và hơn thế nữa, dù bất kể điều gì xảy ra, giết người là một tội ác không thể tha thứ.